hiệu gồm có thử xem. Em cứ nói đi, chúng ta mình sẽ anh sẽ cắt đi, nói đi. Nguyên liệu gồm có hạt sen, đậu xanh này không? Cứ cầm hẳn bắt lên đi ạ. Nguyên liệu gồm có hạt sen, đậu xanh này không? Học ý nó hương biến sữa nó chay cà rốt rồi đấy ạ. Bước tiếp theo chúng ta tiến hành trộn nguyên liệu và gia vị. Đầu tiên đổ hạt sen để trộn. Tiếp theo là đậu xanh. Đậu xanh thì lấy đậu xanh nảy mầm, rất tốt cho sức khỏe. Miến, ngọc nhĩ, nấm hương, cho mùi, cà rốt, sợi non, đây cái hiệp, cái này cái chỗ nó vấp thì sẽ cắt đi, đã anh cứ thoải mái đi, mình cái đậu ợp mà, mình không như 46. Tiêu và nem hương bán nó trộn đều. Thất tay rồi anh ạ.